Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái bột này nữa nha các bạn. Màu hồng ha. Màu hồng ha. Rồi, bây giờ đầu tiên mình sẽ nhúng cỏ vào đây nha các bạn. Sau đó mình sẽ làm ướt cái móng trước. Rồi, sau đó mình nhúng cỏ lại một lần nữa và mình lại gạt chút xíu nước ha. Rồi mình sẽ lấy bột lên nha các bạn. Đó, mình lấy lên là bột nó phải ướt hết như thế này nè các bạn mới được nha. Nếu mà bột mà không ướt hết là rớt vậy là chưa được nè, phải cho nó ướt hết luôn. Khi mà nó ướt hết rồi mình mới đặt nó lên trên đây các bạn, mình mới đặt nó lên trên đây nha. Rồi rồi mình chỉnh cho nó tròn cái chân móng cái đã. Đầu tiên là mình chỉnh cho nó tròn chân móng các bạn đó, cho chân móng nó tròn trước đi rồi mình muốn làm gì mình làm hết các bạn ha. Nó trên đây cái chân móng nó tròn chưa, tròn rồi thì bắt đầu mình mới vuốt nhẹ nhẹ đây này, để cho nó độ lại lại đây nha các bạn. Đó, mình vuốt nhẹ nhẹ đây, đó mình vuốt nhẹ nhẹ đây. Rồi bên đây mình gom, bên này cũng vậy các bạn, bên này mình cũng gom, bên này mình cũng gom vô đó, mình gom nhẹ nhẹ rồi ở giữa mình cũng kéo nhẹ 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 xuống các bạn ha. Mình làm cho nó có cái cầu móng nó đẹp nha các bạn. Bên đây mình ôm nhẹ nhẹ vô xuống đây, rồi bên đây cũng vậy, bên đây mình cũng ôm nhẹ nhẹ xuống đây đó, cầu móng nè các bạn, thấy cái cầu móng, cái độ cong của cầu móng nè ha. Đó các bạn cứ miết từ 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 cho tới khi nó hết móng thì thôi, chỗ nào thiếu thì mình cho ra đây tí xíu đi, rồi xong mình vuốt lại dễ không, dễ ẹt luôn không, đúng không cả nhà, trời ơi, nó dễ muốn chết luôn ha. Rồi nè, chỗ nào mà thiếu thì mình đặt đây nè, rồi mình chỉnh lại đây, rồi mình vuốt nhẹ nhẹ xuống nè các bạn. Trời ơi nó dễ ha các bạn ha. Rồi ráng cố gắng nha, muốn dễ vậy cũng luyện dữ lắm mới dễ nha các bạn ha. Rồi chúng ta cố gắng, chúng ta luyện thiệt nhiều vô thì nó sẽ dễ thôi các bạn ha. Đó, lần đầu làm chưa đẹp thì chúng ta làm nhiều thì nó sẽ đẹp thôi ha. Rồi đó, chúng ta gạt lên đó, chúng ta lấy ra, chúng ta gạt xuống chút xíu, chúng ta cắt chút xíu nè, chúng ta gạt lên rồi chúng ta lấy ra xong gọn hơn luôn, nhanh gọn lẹ các bạn là mình được móng rồi nè, nhanh ghê không ha. Đó, chúng ta sẽ được một móng, mình làm thêm móng nữa cho các bạn chúng ta xem nha. Đây các bạn ơi, đây độ dày của móng nè các bạn, độ cong của móng nè các bạn ha. Rồi ha, bài căn bản để cho các bạn chúng ta tập ha, mình làm thêm móng nữa nha. Rồi bây giờ mình làm lại một ngón nữa nha cho các bạn chúng ta xem cho dễ nha. Rồi đầu tiên là mình vuốt, thường cái màu hồng này nó sẽ khó làm hơn những màu khác nha các bạn. Rồi bây giờ mình gạt nước nè, mình gạt nước, bây giờ mình lấy nè ha. Rồi mình để cho nó mỏng, nó ướt hết luôn nha. Khi mà nó ướt hết luôn bắt đầu mình mới đặt nó lên đây, mình đẩy nhẹ lên cái mình nhẹ 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 mình cho lại 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 xuống nha các bạn, mình cho nó lại lại xuống nè các bạn ha. Đó, chỗ nào thiếu thì mình dồn nó lên. Rồi xong sau đó mình chùi cỏ, mình nhúng cỏ vô ly quịch hết luôn. Rồi ở đây mình chỉnh nè, mình chỉnh cái bột để cho nó đều lại, cho nó đều cái chân móng các bạn đó, cho nó đều chân móng ha. Rồi bên đây mình ôm vô các bạn, bên đây mình cũng ôm vô nha, nó chả gì thì kệ nó. Giờ bây giờ mình ôm vô, rồi bây giờ mình mới vuốt nhẹ 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 xuống nè các bạn, vuốt để cho cái độ cong mướt lại nè các bạn thấy không. Đó, mình vuốt hay là nó mình điều khiển cái cục bột theo cái ý của mình nha các bạn. Đó, chỗ nào mà nó thiếu thì mình cho nó ra đó, mình vuốt, mình nghiêng qua bên đây mình vuốt, mình thấy đường mình nghiêng một cái móng tay ta qua đây mình vuốt, rồi mình nghiêng qua bên đây mình vuốt các bạn ha. Đó, mình cứ vuốt từ từ cho nó xuống tới dưới này luôn. Đó, chỗ nào thiếu thì mình đập vô đây, đắp vô đây xong mình vuốt tiếp các bạn, từ 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 mà vuốt ha. Khi bột nó đã thấm vô cái ly quịch nè các bạn, nhớ là tiếp ly quịch vô, tiếp nhẹ nhẹ ly quịch vô ha. Đó các bạn cứ từ từ mà chúng ta vuốt ha, nó vuốt nhẹ nhẹ thôi, ôm nhẹ bên đây rồi ôm nhẹ bên đây, đừng có kéo mạnh các bạn, kéo mạnh cái nó dẹp lép rồi đâu còn đẹp nữa, đâu có cầu móng nữa đâu, các bạn thấy mình làm có cầu móng không. Đó, xong sau đó mình gạt xuống nè, mình chận 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 nè, thấy không. Rồi nè, mình gạt lên nè, mình lấy ra gọn không, gọn hơn luôn ha. Đó các bạn ha, nhiều bạn mình thấy lấy cái phần bột chỗ này cũng hơi khó đúng không, lấy chưa quen đó, gạt giống y chang mình sẽ lấy được thôi nha. Rồi sau đó là mình vuốt nhẹ nè, mình vuốt nhẹ lên đây nè, mình làm cho bóng bột lại nè. Đó, mình vuốt nhẹ đây nè, nó được không cả nhà. Đó, mình vuốt nhẹ, nhiều bạn á, nhắn tin riêng cho mình á, bên Zalo nói bạn ơi bạn làm clip cho mình nhiều màu bột đi, tại vì mỗi màu bột nó có cái tính năng khác nhau, khó làm quá à, bạn chỉ cho mình đi. Thì hôm nay nè đó, mình rảnh rỗi mình ngồi mình làm một hơi màu bột luôn, mình quăng clip lên ào ào lên đó cho các bạn chúng ta xem ha.
Cho các bạn nhớ nha, đăng ký kênh nha, đăng ký kênh ủng hộ cho Ngọc Cẩm nha, để các bạn mới xem được tiếp những cái video kế tiếp nha. Và nhớ đừng quên nhấn chuông thông báo nha cả nhà đó. Nè các bạn thấy không, cái độ dày của móng nó quay gần lại đi anh Caramel, độ dày của móng nè các bạn, mình quay gần cho các bạn xem nha, nhiều lúc mình quay xa các bạn thấy không rõ đó, độ dày của móng nè ha, trên đầu móng nè các bạn, độ cong nè ha, rồi nghiêng bên hông móng nè, để mình nghiêng cho các bạn xem bên hông móng nè, rồi nghiêng bên hông móng ở đây nè các bạn, đó cho các bạn xem nè, đó nghiêng cho các bạn xem nè ha, rồi trên nhìn xuống nè, đó độ cong móng và độ dày bóng nữa các bạn đó ha. Rồi chúng ta chỉ cần đắp vậy là xong rồi đó các bạn. À, nếu mà các bạn đắp lát o là lát o lát có thì chúng ta mài dũa đâu có cực đâu. Nè chân móng tròn quay nè, đó các bạn thấy không, ngay chân móng nè tròn nè, chân móng nè chỗ này nè các bạn, đầu móng nè, chân móng nè, đầu móng độ dày vừa nè đó các bạn ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh nha. Nếu các bạn thấy mà video của mình mà bổ ích á, các bạn hãy nhớ chia sẻ về tường của mình nè, và đừng quên nhấn chuông thông báo ha, like, share và đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video kế tiếp nha. Bữa nay mình ra mà bột một cái ào luôn để cho các bạn coi, để các bạn luyện ha. Rồi bye bye.